mấy năm về trước chú vẽ cho cái cửa hàng Pháp á. Dạ, đây là cái bức hình của chú nè cô bác anh chị. Chú lúc đó thì chú vẽ cho những cái cửa hàng ở Pháp đi. Có người giúp đỡ mình nó quý. Ví dụ chú là giám đốc, chú giàu có đem 5 ký gạo, 10 ký gạo thơm hay là con gà trống thiếu cũng không có ý nghĩa gì. Dạ. Lúc mà mình khó khăn 5 ký gạo cũng quý rất là. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Và trước mắt cô bác quý anh chị đó là một cái bảng hiệu quảng cáo được viết bằng tay. Đây là một cái nhân vật khá là đặc biệt trong cái câu chuyện những cái chuỗi video clip của Bùi Hồ. Đây là chú Hải Phương. Chú là người mà vẽ bảng quảng cáo cuối cùng bằng tay. Thì hôm nay thì mình nghe Phong nói là chú cũng khá là yếu và hiện nay cũng chật vật với lại công việc cuối năm cũng như là việc tiền bạc. Hôm nay thì có dịp về đây, Bùi Hồ ghé qua thăm chú và cũng như là kể lại cái câu chuyện cho cô bác quý anh chị nghe nha. Đây là cái bảng hiệu quảng cáo này cô bác quý anh chị, là chú vẽ bằng tay á. Chúng ta nhìn thấy là những cái câu thơ, chú là một nghệ sĩ vẽ bảng hiệu bằng tay. Cuối cùng, ngõ về mưa lạnh ướt vai em, sao xuyến hồn anh trọn nỗi niềm, tình nhớ trong mưa chiều kỷ niệm, ngậm ngùi nghe nát ở con tim Hoài Minh Phương. Thì bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng vào đây thăm chú nha. Hôm qua em có điện cho chú không? Dạ không, con Phong có nói với con á chú. Nói chú hiện nay thì chú có điện cho Phong. Phong Bụi à? Dạ Phong Bụi á chú. À, báo người lao động. Dạ. Em muốn cà phê gì không chú kêu nha. Dạ được rồi chú, con qua đây thăm chú là được rồi. Hút chú đi chú. Dạ không, con không hút. Nghệ sĩ là phải hút thuốc à. Chú hút thuốc được không, có trở ngại gì không? Dạ không, chú hút đi. Cô bác quý anh chị, cái căn nhà mà chú Phương đang ở, đây là một cái căn nhà thuê và hiện nay thì chỉ còn con của chú hoạt động. Người con thứ mấy con quên rồi chú. Con của mấy con hoạt động thứ ba ngày của chú. Và lũ cũ tất cả các vật dụng ở trong nhà của chú là những cái tấm ảnh kỷ niệm. Và cái căn nhà này nhỏ lắm cô bác anh chị, ở đây cái diện tích nhà mình nhỏ xíu rồi chú ha. Mà phải tháng là chú phải tốn bao nhiêu tiền? Gần 5.400.000 là chỉ tiền trọ thôi. Hai có cái trần ở trên á, nhớ lại cái trần ở trên này nè. Nhà của chú thì ở tận Long An đó. Nhà chú ở Đức Hòa Long An nhưng mà chú thuê mặt bằng đây. Dạ. Hiện nay sức khỏe của chú như thế nào rồi? Sức khỏe chú yếu hơn mọi năm. Yếu hơn nhiều hả chú? Kỳ chú vẽ tranh ở ngoài cũng nhức á. Dạ. Trái gãy tay cái mất sức luôn. Rồi hiện nay thì chỉ còn con của chú người thứ ba vẽ thôi, thì có đủ sống không? Sống chật vật nhất là tháng này đang bị Covid á. Dạ. Ra cái đợt đầu còn vẽ được, đợt thứ hai coi như cả tháng hai đâu có bạn. Hôm nay thì vợ của chú có lên đây không? Có. Cô lên đây là cô... Cô ở chung với chú để mà lo về nội trợ. Nội trợ cho chú? Khi đi mua sơn, mua đồ. Chú hiện nay chú còn lạnh vẽ không? Còn. Dạ. Giờ... cái nào khó thì chú vẽ, cái nào mà nó đơn thuần là giao cho con. Thầy chú có ba thằng trai. Dạ. Thằng đầu lòng nó có hai đứa con, hai vợ chồng nó là công nhân. Cái nó gửi trên nước quà, nó gửi con nó cho ông nội bà nội giữ. Hai đứa học ở trên đây. Dạ. Còn thằng thứ ba là Quang, Nguyễn Thế Quang á, thì nó nối nghiệp chú. Còn Úc giờ nó làm ở
bảo vệ cho cơ quan. Dạ. Mà thằng đầu lòng với thằng Út nó không có năng khiếu. Dạ. Nó không có năng khiếu vẽ, thành ra nó không có cái nghiệp cứu được. Dạ. Mà cái gì mình thích thì mình mới làm được, không thích cũng có. Thấy chú hôm nay, trước đây cách đây cũng gần một năm, thì hôm nay thì con lại thấy sức khỏe của chú xuống nhiều lắm rồi. Xuống mà lý do chú ăn uống được, tại cái thời gian chú bị vẽ chú bị gãy tay á. Dạ. Mấy em mà nó đặt bản thì nó biết chú hoạn nạn vậy, nó thông cảm, nhưng mà hơn tháng trời vẽ, cái hồi táo băng bột ra cái mình ngại vẽ, mình không có thời gian dưỡng thương á. Dạ. Thành ra nó mất sức, giờ ăn bữa cơm chưa đầy nửa chén, rồi chú cũng hơi bị huyết áp nữa. Thành ra nó khó khăn. Bây giờ thì mỗi một ngày như thế thì chú vẽ được một cái tấm bảng bình thường á, thì chú vẽ bao nhiêu ngày mới hoàn thành? Nó cũng khó, nó bảng thì nó tùy theo lớn nhỏ. Dạ. Nếu mà bảng nhỏ nhỏ thì ít nhất cũng 3-4 ngày. Dạ. À, bảng lớn thì tuần lễ 10 bữa. Dạ. Còn ví dụ như một cái chữ nào đó thì chú có thể vẽ liền được không? Được á chứ. Dạ, ví dụ như chú vẽ một cái logo của con, chú tặng cho con, chú vẽ liền được không? Được, nhưng mà... Nhỏ thôi chú, nhỏ xíu thôi nè. Vẽ lên miếng to nữa hả? Dạ, cái miếng gì nó chất liệu cho nó dễ là được rồi. À. Chữ này nè chú. Mình nhờ chú vẽ cái chữ hồ... Bùi Hồ TV. Dạ, đây là cái kênh của con. Rồi có còn dạy học không? Dạ con còn dạy chú, hôm nay thì con tranh đủ thời gian này, con đến đây con thăm chú nè. Ừ. Cầm đi chú, chú vẽ. Dạ. Mình sẽ nhờ chú vẽ cái này để tặng cho kênh nè, cũng như là một cái kỷ niệm về chú luôn. Trong các nhân vật gặp con gặp nhiều thì con thấy hoàn cảnh của chú con rất là đồng cảm, thương một người nghệ sĩ mà sau khi cái nghề nó không còn như xưa nữa thì lại rất là chật vật như thế này. Đúng rồi, cái nghề vẽ này nó khó sống. Dạ. Nếu mà tính thu nhập ra nó thua ông thợ hồ. Thợ hồ thì một mình mỗi ngày ông giờ cũng 400-500. Vẽ thì nếu mà chia bình quân ra mà đâu có được số tiền. Dạ. Sở dĩ nó khó khăn là phải mặt bằng nhà đỡ, mặt bằng thuê làm á, tháng nào mà đủ trang trải tiền mặt bằng cũng làm may mắn. Rồi tím thì bị suy tim thì chú cô bị suy tim nữa. À, mỗi lần đi khám bệnh nó tốn 2 triệu bạc. Rồi à, chú bị huyết áp của mình ra. Dạ. Đời sống cũng hơi chật vật. Cái tay của chú nè, cô bác anh chị thấy không, cái tay của chú nè, cái tay của chú dính nước sơn vẽ. Mỗi lần chú vẽ thì nước sơn cọ nó dính nước sơn vô á, mà thật ra thì trà thì đâu phải trà ngày này qua ngày kia được, tại vì sau khi vẽ xong thì chú rửa lại thôi, còn những cái này là nó luôn hằn ở trên cái móng tay của chú á. Con uống cà phê chú kia cà phê. Ừ, con được rồi, con qua con thăm chú là con vui rồi. À, bây giờ chú vẽ đi ha. Chú vẽ. Dạ. Mình không phải là mình có em á bên Tiền Giang mới gửi chú mấy cái trứng đà điểu đi vẽ phút lục thọ. Dạ. Chú đứng ngồi không? Được. Chú qua đây ngồi chú vẽ. Dạ anh. Dạ. Thằng con Út quá. Dạ.
Nó màu đỏ với màu gì đó? Dạ màu đỏ, cái nền màu trắng chú, cái viền chữ màu đen. Đỏ đen. Cô bác anh chị thấy chú mà lấy cái dụng cụ để vẽ đó là rất là khó khăn luôn. Cô bác quý anh chị thông cảm, đây là cái công việc hàng ngày của chú. Hôm nay mình muốn chú tái hiện lại cái công việc cho cô bác quý anh chị xem, và chứ không phải là đến đây để mà yêu cầu chú vẽ gì. Và mình cũng muốn hỗ trợ cho chú một phần nào đó trong cuộc sống những ngày giáp Tết như thế này. Cái nghề này là mấy chục năm rồi chú, con lúc trước ba mấy năm rồi. Thì yêu nghề không thể bỏ là một cái nghề khác được. Ngoài cái công việc mà vẽ ra thì chú cũng là một thi sĩ, là một nhà thơ nữa. Chú có từng tâm sự với Bùi Hồ rằng là nhà thơ thì phải nghèo khổ, phải khó khăn vất vả thì nó mới nên thơ. Còn nếu mà nhà thơ mà béo quá thì không có làm thơ được nghe chú. Cái kéo ai chưa có người vẽ gì. Trước đây thì khi con có đi ăn ở Long Xuyên, có một cái quán cơm thì gặp được cái bảng hiệu quảng cáo của chú. À đúng rồi. Dạ. Đây con lau phụ chú. Dạ. Đây thì kéo. Dạ con chào cô. Có phải không là Bùi Hồ là lên mạng không? Dạ con Bùi Hồ. Dạ cô nhận ra con à. Dạ con là Bùi Hồ này cô. Cho chú mượn cái đó. Cảm. Dạ. Ồ vậy cô nhận ra kênh của con mừng quá. Hai á, muốn mình nhận cái mặt đây. Dạ. Chú có cần xem lại hình không chú? À. Chú đang vẽ phấn màu á. Để chú làm dấu. Nói là phải Bùi Hồ đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn không cũng vui vui. Chú kiếm cái gì chứ? Sơn đỏ hả có. Dạ. Khác với môi trường làm việc của những design, những nhà thiết kế làm trên những máy vi tính thì đối với chú môi trường làm việc của chú đó chính là một cái nền gạch như thế này nè. Đó,
và cái công cụ vẽ của chú cũng rất là thô sơ luôn. Chừng rớt điện thoại hơn là dạ không lại. Sao chứ nó rớt nó bể nó hơn cái điện thoại cảm ứng vậy. Trái đèn gì mà thấy được nha. À, trái đèn. Dạ. Con cảm ơn cô. Thấy chưa chú?
nha. Chú giờ cũng kém rồi. Con lấy giấy chì động, con phát thảo vô tờ giấy chú coi mẫu theo dễ thấy. Dạ không nè, con để cho chú coi luôn nè. Để con phóng cái nét này ra. Chú buông cái tay chú ra, con phóng cái nét này. Con bảo không gì thấy vì cái sức khỏe tuổi cao nên khi mà chú phát thảo lại lệch nét đi. Nhanh nhanh lấy giùm chai xăng nè. Mỗi một ngày như thế này chú đâu còn bẻ nhiều nữa đâu. Dạ. Mới mẫu mắt mới vẽ lên. Chú mới vẽ đây luôn hả cô? Không, ý nói là chú mới mổ mắt hả? Mà chú mới mổ lâu chưa chú? Mấy tháng rồi. Mấy tháng hả? Ờ, tháng mấy à. Thôi giờ không, ngày chú còn vẽ không? À, còn nhưng mà cái nào khó thì chú vẽ, giao con vẽ. Dạ? Giao cho con vẽ. Chứ chú không vẽ nữa ha? Còn cũng còn vẽ. Nhưng mà từ ngày mổ về chú có vẽ không? À, tỉnh còn. À, nhưng mà từ ngày chú mổ về giờ cô thì chú có vẽ được cái bản nào không? Có, mới vẽ cái bản mà con sợ điện mới vào nhà này. Con sợ chú là ảnh hưởng vẽ, sợ ảnh hưởng đến mắt của chú á. Bây giờ chú vẽ cho con ảnh hưởng đến mắt của chú. Họa sĩ mà bây giờ lại mờ mắt rồi, thành thử là rất là khó. Cái bản như thế này con đưa chú như thế này là khoảng bao lâu chú? Vẽ khoảng bao lâu? Này à, chú vẽ chú quay mất ngày. Mất ngày hả? Là hình tròn này luôn hả? Thôi bây giờ để đó đi, khi nào chú vẽ hay chú hay vẽ hả chú? Thôi bây giờ chú vẽ cũng khá là lâu. Thì khi nào con lên thăm chú thì con qua chú chơi ha. Nhìn chú lắm. Giờ hồ ra ngã tư rồi nè. Dạ. Nó có tiệm mà photocopy ngập sáng á. Dạ. Con in cái mặt kết cho chú coi mặt kết chú vẽ. Dạ. Chú khỏi coi điện thoại. Dạ. Nha. À, mặt kết nó phóng lên nó in một tờ rồi khoảng 3.000. À, bây giờ có cái mẫu hình tròn như thế chú muốn vẽ như thế nào cũng được, con cũng vui. Quà của chú là con vui rồi. Chú thiết kế theo cái mẫu theo cái ý tưởng của chú đi cho nó dễ. Dạ thì vậy là con vui rồi. Như hôm nay thì con thấy khi mà chú cầm cái bản vẽ mà cái chữ của chú, mắt của chú nhìn không rõ đó, nó bị lệch cái chữ đi, làm hình nữ là con cũng muốn khóc luôn á. Tại vì cái mắt thời gian mắt còn yếu lắm. Dạ, cái thời gian nó đã cướp đi cái tài của chú. Nó là thời gian nó cũng nghiệt ngã hả chú ha? Tại vì con người cũng tới cái tuổi nào nó kêu là lão quá, mắt mờ tai yếu rồi lãng trí rồi chân đung đau lưng nhức mỏi, cái đó là quy luật của trời đất mà. Sinh lão bệnh tử. Trước đây mình gần một năm trước mình có gặp chú. Lúc đó sức khỏe của chú cũng khá là ổn. Thì sau một năm sau thì chú mang tính thì cô mới nói là chú đã mới đi mổ về.
Hồi mấy năm về trước chú vẽ cho cái cửa hàng Pháp á. Dạ, đây là cái bức hình của chú nè cô bác anh chị. Chú lúc đó thì chú vẽ cho những cái cửa hàng ở Pháp. Maru là cửa hàng Pháp á. Và lần đây nè chú thấy nè, ông bà còn sống ngày nào chỉ biết lo cho con cho cháu, vì lúc ra đi không mang theo một cái thứ gì, ước mong con cháu sau này như nhau có cuộc sống bình yên hạnh phúc, thể hiện được một con người có tâm hồn cao thượng, lòng vị tha nhân ái, đừng vì cuộc sống thấp hèn để trở thành một con người đê tiện, lòng dạ hẹp hòi độc ác. Trong cuộc đời này không có gì quý hơn cốt nhục tình thân tình thâm hoài minh phương. Và đây là cái chữ này là chính là cái chữ của chú viết luôn đó cô bác anh chị. Và đây là những cái hình ảnh còn lưu lại ở trong một cái góc nhà nhỏ của chú thôi. Hôm nay gặp chú như vậy mà con bùi ngùi ghê á. Chú có tặng con một câu thơ nào không? Để chú dễ xong rồi chú tặng câu thơ chứ. Dạ con nhớ hơn chú ha. Dạ dạ. Thôi con gặp chú mà hôm nay mà thấy chú vẽ cái bức về tranh á, thấy xót xa. Cũng gần Tết rồi. Rồi Tết này chú ở trên này luôn hả chú? 7 Tết chú về Đức Hòa. Chú về? Về Đức Hòa về quê á. À, để nào chú về? Khoảng 27 Tết. 27 Tết chú về Đức Hòa. Chú về trở lại cái quê hương của mình. Tại vì về đó mình thắp nhang cho ông bà. Dạ. Chú hôm nay thì con đến đây cũng gần cận Tết rồi. Con gặp của chú sức khỏe như vậy con cũng mong cho chú có một cái sức khỏe tốt. Cô chú cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn Hồ. Dạ. Con ghé thăm chú rồi chú cũng cảm động lắm, coi như kỷ niệm cuối đời. Tại vì người mình thương mến mình mới tới lui, chứ còn đâu phải dễ bắt gặp được cái tình cảm đấy. Thì chú cũng cảm ơn con rất nhiều, cũng chúc cho con sức khỏe rồi gặp nhiều may mắn, cuộc sống này mang một cái Tết vui vẻ. Hôm nay thì đến đây con có mang một ít lì xì cho chú về quê để mà chú Tết. Thì con cũng đại diện cho Mạnh Thường Quân giấu tên ở Canada gửi cho chú 1 triệu đồng. Mạnh Thường Quân là anh Thanh Việt Kiều Mỹ, ủng hộ cho chú 500.000 đồng. Với lại cô Phạm Ngọc Sương ở Việt Kiều Mỹ ủng hộ cho chú 500.000 đồng. Và con gửi cho chú 500.000 đồng nữa ha. Con gửi cho chú nè. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn Phong Hồ rất nhiều. Tại vì lúc mình khó khăn á, có người giúp đỡ mình nó quý. Ví dụ chú là giám đốc, chú giàu có đem 5 ký gạo, 10 ký gạo thôm hay là con gà chống thiếu cũng không có ý nghĩa gì. Dạ. Lúc mà mình khó khăn 5 ký gạo cũng quý lắm rồi. Thì đây là một cái kỷ niệm cuối đời mà chú còn gặp lại những người bên mình. Rồi lần nữa chú chúc cho Hồ gia đình mạnh khỏe. Dạ. Gặp nhiều may mắn, dặn sự ăn một cái Tết vui vẻ. Con cảm ơn chú. Và qua clip này Bùi Hồ xin thay mặt chú Phương xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị, cảm thân ơn anh Thanh là Việt Kiều Mỹ, cảm ơn một Mạnh Thường Quân giấu tên ở Canada. Xin chân thành cảm ơn chị Phạm Ngọc Sương, cô Phạm Ngọc Sương và Kiều Mỹ đã đồng hành cùng Bùi Hồ cũng như là ủng hộ quà Tết cho chú Phương trong cái hoàn cảnh như thế này. Và dạ thôi con chú cho con bắt tay chú con gái nha. Rồi. Dạ.
không bắt một con cầm cái máy. Ôi giời, con để máy đây. Con bắt tay chú cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Rồi cảm ơn Hồ. Dạ. Ôi con chào chú.